Nhân dịp mùa hè tới, shop Đen Khang.vn đang có chương trình khuyến mãi nhân 2 khi nạp thẻ cào. Anh em tha hồ vào mua nick 19 và thưởng những phần quay kim cương cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ tính nha anh em ơi. Và có rất nhiều ưu đãi dành cho anh em luôn. Link shop mình có để dưới phần mô tả hoặc comment nha anh em. Ok, hello, xin chào những người anh em đến với kênh của mình nha. Mình là WPC Đen Khang em à. Ok, quay lại một cái vòng quay bay màu nha mà. Tiếp tục Garena lại ra một skin súng MB40 giai điệu hóa hồng nha anh em. Đấy thì kho đồ MB40 của mình có cũng rất là nhiều súng rồi nha. Đấy nhưng mà súng vừa đủ thôi nha anh em. Mình thấy khẩu nào ngon ngon mình sẽ giữ, mình sẽ bắn thôi, chứ mình không có mua nhiều skin súng. Đấy, tâm trí đó vợ mình không có tiêu tiền vào game mua skin súng nhiều quá anh em à. Vừa thôi đủ xài rồi nha anh em. Đấy trời ơi, kim cương kìa, mắc nhất là 700 pha cuối 700 kim cương rồi anh em. Để hôm nay mình test cho anh em bao nhiêu kim cương để nhận được cái khẩu M40 này nha. Đấy, khẩu M40 này có chỉ số là 2 sát thương, 1 tốc bắn, giảm tốc độ di chuyển nha anh em. Trời ơi, khẩu này đã vãi anh em à. Trời ơi, quá là ngon, nên sở hữu nha anh em, nên sở hữu. Hôm nay mình rút shop dkhang.vn có rút được 2000 mấy kim cương anh em à. Bữa mình rút còn dư anh em, bây giờ mình vẫn còn dư kim cương, mình sẽ quay nốt cái khẩu MB luôn. Chừng nào hết kim cương mình sẽ nạp vô nha anh em, không biết còn dư kim cương nữa. Ok, quay thôi. Trời, mấy vòng đầu chắc chắn là không dính rồi. Khó ăn lắm anh em à. Ok, nãy giờ mình quay được tới vòng 300 cương nha anh em. Đấy, 300 cương, nãy giờ mình còn bạn 1700 cương anh em à. Úi giời, thốn quá, hút máu quá, giờ hút máu rồi. Garena ơi là Garena, phát cuối dính MB luôn nè. Coi anh em nè, phát dính MB luôn, MB muội. Úi giời, dính dù anh em à, khó ăn lắm. Khẩu M40 thì mình thấy khá đẹp thôi nha anh em, mình thấy không có đẹp lắm. Đấy, mình nhìn nó có một cái hoa hồng ở chính giữa khá là nam tính, ở lộn khá là nữ tính luôn nha anh em. Đấy, khẩu súng, ui trời, nguyên một cái hoa hồng, ui rồi trái tim nó chứ, trời ơi. Bạn nào mà không có người yêu tặng cho bạn gái, tặng cho một bạn gái nào đó một cái súng này, chắc chắn là bạn sẽ có người yêu luôn anh em à. Đấy, trời nhìn quyến rũ quá đi mà anh em, có một cái bông hồng chính giữa luôn, quá đẹp luôn anh em ơi. Đấy, trời, ui, hiệu ứng kìa, ui trời. Ok, thì bây giờ mình sẽ cầm súng vào test cho anh em xem luôn nha. Đấy, chỉ số mình thấy khá là ngon anh em à. Đấy, khoảng 1000, mình lấy khoảng 1700 kim cương nha anh em. Đấy, 1700 kim cương nhận được cái khẩu súng này rồi, cũng khá là ok đấy anh em à. Ok, quay những trận solo sẽ quá siêu kinh điển của Đen Khang nha. Ok, hôm nay mình sẽ quay, mình bắn cái khẩu M40, mình mới quay cái đầu video anh em. Đầu video mình có quay khẩu M40 mới ra đấy anh em à. M40 giai điệu hoa hồng anh em ơi. Đấy, mình thấy, mình nhìn cũng khá là ok đấy, mình thấy chỉ số tăng quá đã. Vừa nhảy xuống bị dí thế này thôi, chết rồi. Vừa bị xuống nhảy dí thế này thôi, chạy em ơi, chạy vô góc này không bị bắn chết à. Đây mình cầm được M40 nha. Đấy em thấy cũng khá là đẹp nha, nhưng mà không có đẹp bằng cái khẩu khác, không đẹp. Ui cái gì đây, ra đây. Úi trời, đứng cao bắn thế này thôi mình thấy không thích bạn đó, không thích bạn đó bạn ơi. Úi rồi luôn. Ok, gạt cái đó mà căng quả đạn ra. Ok, anh em xem video nhớ like, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Đen Khang nha anh em ơi. Đừng quên vào shop Đen Khang xem những nick cực kỳ ngon nha. Vẫn còn ít hai nhập thẻ nha anh em. Úi rồi, đang cuốn nè. Úi rồi, xong rồi. À, chị có chạy đi bạn ơi. Úi rồi, anh điên xạo quá. Chạy, đây, nhảy dưới luôn anh em à. Ok, mình sẽ đi xuống dưới kiếm luôn anh em ơi. Trời ơi, không thể cho thoát được đâu. Thì shop mình vẫn đang có sự kiện, chuẩn bị có sự kiện mới ra, những sự kiện cực kỳ ngon cho anh em luôn. Đang chuẩn bị tới lễ anh em, đấy vẫn còn ít 2 cho anh em nha. Vẫn còn giảm giá đến 100k luôn. Thì mình cuối tuần này mình sẽ ra một cái nick, một cái giảm giá cho anh em, một cái nick 100k có súng level 7 cho anh em luôn. Đấy anh em cùng đón chờ nha. Khoảng thứ 7 tuần này anh em, đấy mình sẽ bán cho anh em một cái nick cực kỳ ngon luôn. Ok, đây là bắn nhau cũng được, như cá luôn anh em ơi. Như cá luôn, test súng nè. Đây nè, ui trời ơi, ra đạn phải có máu đỏ nha anh em. Ra đạn coi chỉ có máu đỏ thôi. Vừa đỏ vừa vàng mấy cháu nhỏ mới thích nha anh em. Đấy, đỏ không thì chết đi bay ạt liền, trời ơi. Bắn phải vừa đỏ vừa vàng người ta mới không tố cáo mình hết. Chạy đâu rồi, nhưng mà Đen Khang anh em bắn xuống trường toàn bay mũ thôi. Cầm 10-40 cũng vậy anh em, nhưng mà vừa có đá đỏ vừa có máu vàng nha, không phải là full đỏ đâu anh em. Thì mình cảm nhận con này kéo tâm rất là mạnh luôn anh em ơi. Úi trời, anh em kéo tâm kìa, thấy không? Đấy trời ơi, full đỏ liền. Cậu này anh em cầm theo cái tay súng 3 là ok luôn, ok la luôn. Nó bị giảm tốc độ di chuyển cho nên nó không có ảnh hưởng gì mấy. Tại vì OB này á, M40 được tăng tốc độ di chuyển anh em, hình như 2 OB trước rồi. Đấy, M40 có được tăng tốc độ di chuyển khi cầm á, cho nên bị giảm tốc độ di chuyển cũng không ảnh hưởng lắm anh em ơi. Đấy, mình cầm thêm Nikita nha. Úi giời ơi, full đỏ luôn, thế này thôi. Nhớ cầm theo Nikita nha anh em. Đấy,
cầm theo đi guitar tăng tốc độ hay đạn với tăng sát thương nha anh em. Hình như cái kỹ năng đi guitar mình còn hình như còn mấy viên đạn cuối cùng sẽ được tăng sát thương đấy anh em. Úi trời mấy anh em mình ghê thế nha. À, mình bắn xong rồi được cứu anh em à. Mấy bạn này được cứu nút lại cái thằng cũ nè. Ui trời tính đẩy cái gì không biết nữa. Trời ơi đẩy cắm đầu cái này thôi. Thời 20 này tăng 2 sát thương lần nha. Một trong bắn 2 sát thương. Nó cũng giống mấy khẩu như màu 40 thằng bài nha. Chỉ số tăng anh em. Giống khẩu thằng bài nè. Giống khẩu ơi khoan chạy đâu. Chạy đâu bên phải mình anh em. Chạy luôn nè. Để mình giết cái hai này của mình nói sao nữa mình. Trong nhà còn thằng chuẩn bị chạy ra nè. Đẩy ra đây ra đây ra đây. Mình cái nhảy ra đây. Trời cũng phải có máu đỏ mới được nha. Thì khẩu M40 này chỉ số tăng anh em. Giống khẩu thằng bài nè. Giống khẩu mãn tà nè. Giống khẩu bích vàng nha anh em. Đấy giống cái khẩu nó đây nè mà. Đấy chỉ số tăng là 2 sát thương 1 tốt bắn. Nhưng mà chỉ số giảm toàn bộ những khẩu súng khác thì skin rất chắc cả đều khác nha anh em. Khẩu này giảm tốc độ di chuyển nha. Còn mấy khẩu kia thì giảm tầm xa nè. Giảm rồi giảm tốc độ hai đạn nè. Còn khẩu này giảm tốc độ di chuyển nha anh em. Nhưng mà khẩu này giảm tốc độ di chuyển là vẫn ok la nhất nha anh em ơi. Đấy vừa rẻ mà vừa vừa tăng vừa ngon chứ. Mình thấy khẩu này chỉ số rất là mạnh luôn anh em à. Mạnh nhất trong M40 đấy. Đây mình quyết định mình nói mạnh nhất trong M40 luôn. Nếu khẩu M40 bản xà nếu không có cái hiệu kỹ năng tăng sát thương khi bắn ở sau lưng đấy anh em thì khẩu này sẽ mạnh hơn M40 bản xà nha. Khẩu này thì mình nghĩ nó với khẩu M40 bản xà thì chưa biết khẩu nào mạnh hơn nha anh em. Úi dồi úi dồi đi khang bắn toàn vàng thế này thôi vậy mà anh em bảo chết đi đi khang sao mà chết được, bắn ra đạn toàn máu vàng thế này sao mà chết mình chả hiểu luôn anh em à. Trời ơi quá được quá là sida luôn. Nhưng mà khẩu này mạnh thật sự anh em, xấy giáp xấy người xấy giáp xấy đầu vẫn là mạnh nha. Đấy quá đẳng cấp luôn, không có gì để bàn cãi hết trơn. Úi chạy đâu nên chạy đâu thì khẩu này mình nên khuyên anh em lấy nha anh em. Đấy có 1k7 kim cương thôi, 1.700 kim cương. Ai bên phải mình nghe tiếng chân cái nè. Úi trời trong nhà vẫn còn anh em. Đứng nhìn lút đồ các bạn. Trời giờ này còn đứng lút đồ cũng trời. Thì M40 bản xà đấy, nếu anh em muốn đã mua về hoặc anh em nâng lên level 4 để lấy full chỉ số á thì anh em phải cần 2.500 kim cương rồi đấy. Khẩu này anh em chỉ cần 1.700-1.800 kim cương thôi, lấy về bắn luôn anh em à, hiệu ứng rất là đẹp luôn. Đấy nhưng mà cái hiệu ứng xuất hiện M40 rất là đẹp luôn, nhìn màu tím tím mộng mơ luôn anh em à. Cầm lên là gái mê anh em luôn. Đấy thì nó có bông hồng anh em à. Đấy vừa có trái tim vừa có bông hồng. Quá đỉnh cái này còn đồ gì nữa anh em. Đấy ok. Khuyên những bạn mà có người yêu thì không nên sử dụng nha. Đấy ok trời bắn nhau để Lê Khang vô bạn ơi. Để Lê Khang cầm M40 vô quẩy đây. Đâu rồi. Chạy ra úi trời cầm đấy Lê Khang móc khẩu M40 ra. Quýu chạy ra sau nhà liền anh em à. Đây cho ăn lựu đạn nè. Lựu đạn nè chạy ra bạn ơi. Đi lên lầu. Để xuống đây xuống. Ôi trời sai rồi bạn ơi. Trời ơi khẩu này bắn mạnh quá. Đấy chỉ số khẩu này mạnh quá anh em à. Nhìn đã quá luôn á. Đấy lâu gây naga những cái skin súng thế này thôi ai mà đỡ được anh em mà ra mấy skin súng này làm cho anh em tốn tiền nữa chứ sao. Đấy còn ba thằng cuối cùng anh em. Trời đây một thằng nè, bây giờ còn hai thằng cuối nha. Bây giờ mình đẩy qua mình công lên cái nhà mình gạt cái thằng trên đó anh em à. Đấy mình không biết mình có qua lưu đạn không nữa. Khoan ui trời không có lưu đạn nổ anh em ơi, có lưu đạn chón thôi. Trời căng nha, không có lưu đạn nổ rồi, mình cầm lưu đạn nổ rồi mình gạt được rồi. Anh đi thì cứu anh em à, có đồng đội trên nhà. Cứu xong rồi, cay thế nha. Đấy không biết trận này sao đây, còn bạn nữa đâu, không biết ở đâu, mình mới thấy có hai người thôi. Biết còn một người nữa đâu anh em à. Úi dồi, chạy đâu bạn ơi. Úi dồi, từ úi dồi, hết đường ga rồi anh em ơi. Úi dồi, bật mô tô chạy anh em ơi. Úi dồi, từ cây nè, chắc cái nào, bắn nào. Nóc hồn nè, đặt keo anh em ơi. Đây bên phải mình nghe tiếng chân chạy tới nè, đây, chạy đâu bạn ơi. Úi trời ơi, quái đạn à, mìn à, úi trời ơi, một đống mìn luôn anh em. Đâu gai trời, úi trời, anh nào chết một con yếu quá mìn nữa nè. Quá tiếc cái mồm anh em à. Ok, video mình đi kết thúc anh em à, mình chết rồi. Anh em xem video nhớ like, đừng quên đăng ký kênh hộ cho Lê Khang nha. Và đừng quên vào shop Lê Khang xem những clip cực kỳ ngon nha anh em ơi, nhớ đăng ký kênh nha. Khẩu M40 này rất là mạnh anh em, nên sở hữu, đáng sở hữu nha anh em ơi. Ba đạn vào đầu, ra đạn vào đầu thôi anh em à, ok.